Ngày nào mà cũng tưới rau như vậy là khúc nha. Nền đất là rất khô cằn cứng, nhưng mà với chí quyết tâm để có một vườn rau lục hòa, có những sản phẩm rau củ quả để cúng dường lên chùa. Nhiên lại có dùng rau đậu tràng, mình lại thành nhà nông nghiệp nổi tiếng. Cô giáo bao nhiêu năm chưa biết gì về cây trồng, bây giờ tự nhiên lại thành nhà nông nghiệp nổi tiếng như này. Sai quả để mang về cúng dường Tam Bảo ấy nha. Hiến Thành Hải Dương, các Phật tử đang đổ rau để vận chuyển về chùa cúng dường. Phật tử rất là hoan hỷ, thật sự công việc cúng dường Tam Bảo. Ngon rất ngon mà.
thanh này nhẹ nhàng mà nó cũng kiểu hơi ngọt ngọt một chút thôi, rất dễ ăn, nhưng mà nói chung là ngon chị ạ, ngon. Rau ngon không? Rau ngon không? Lại được chùa tiếp đón và cho ăn cơm chay của bạn. Thật là tuyệt vời. Bữa cơm thanh tịnh ngon miệng. Và cái ngon nhất, cái đẹp nhất là cái tình cảm ấm áp của nhà chùa. Từ Phật tử cho đến các thầy tiếp đón Phật tử tứ phương đến chùa. Chứ không riêng gì bác. Bác xin cảm ơn đến nhà chùa. Nhất là thầy Thích Trúc Thái Bình. Bài kinh Phước Báu Thủ Thắng của Bố Thí. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại khu vườn ông Anathapindika. Rồi Sumana, con gái vua cùng 500 thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không có bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai vị ấy được sanh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người, thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Có sự sai biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện, đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm vị trời hoặc được làm người, đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này. Trích Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tăng Chi 2, chương 5, Phẩm Sumana, Phần Con Gái Vua, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 351.